đối diện với cả cái ngân hàng Sacombank, đoạn giữa gần bến xe buýt này, gần bến xe buýt đường Lương Đình Của. Giữa đường Lương Đình Của là cái quán cơm thố và hôm nay mới khai trương. Cạnh là quán bánh cuốn nóng này. Đấy, cơm thố nhá. Hôm nay khai trương cạnh quán cô Hà, cửa hàng cô Hà. Cô. Hôm nay là Nhung đây, và đây là review nhá. Thêm sự lựa chọn cho buổi tối, đỡ phải nấu cơm ra đây. Cơm thố Bách Khoa. Thế đồng chí tôi bảo là nó món kiểu món ăn sinh viên ấy. Nó toàn các món cơm ấy. Đâu nhỉ? Lấy cái menu rồi. Để quay một tẹo. 2 xíu, 1 sườn.